Mani ban me ho, mani ban me ho, oh 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 mani ban me ho. Xin Pháp hội cho một tràng pháo tay để cung đón Đức Pháp Vương vừa thăng tòa. Dạ, một tràng pháo tay nữa. Và một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin cảm niệm công đức toàn thể Pháp hội. Giờ này xin cung thỉnh quý vị hướng về trên Ngài Chí Thành đỉnh lễ tam bái. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cương Thượng Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cương Thượng Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cương Thượng Sư. Nam Mô Di Đà Phật. Nhà chùa xin mời toàn thể chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý Phật tử chúng ta an tọa trong chánh niệm. Và hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày làm lễ cúng dường sinh nhật Đức Pháp Vương, cho nên có những tiết mục đặc biệt và để dâng cúng dường lên quý Ngài. Xin cung thỉnh toàn thể các Phật tử chúng ta, những ai đứng bên ngoài thì xin tìm vào một vị trí nào ngồi cho trang nghiêm. Nhà chùa thấy ở trong lễ, trong đàn hội lễ phía đằng sau cũng còn rất là nhiều chỗ rỗng, cho nên xin những ai ngồi ở bên ngoài thì xin lui vào bên trong để cho ổn định đạo tràng. Và xin các Phật tử đã ổn định đạo tràng rồi, chúng ta hãy ngồi yên tĩnh và nhất tâm để hướng lên dự lễ cho được trang nghiêm thanh tịnh ạ. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Để bắt đầu vào chương trình, con xin cung thỉnh quý cụ, quý thầy trong ban tổ chức xin đại diện toàn thể tăng ni và tất cả các Phật tử ra trước khán đài để làm lễ tác bạch cúng dường lên Đức Pháp Vương. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Con xin cung thỉnh trên chư tôn đại đức tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta hãy đứng dậy để nhất tâm hướng theo lời tác bạch, dâng lời tác bạch cúng dường đến Đức Pháp Vương. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Tầm Thanh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Pháp Vương bậc toàn tri tôn quý, toàn thể đệ tử Rupa Việt Nam chúng con có duyên sự xin được kính đê đầu đỉnh lễ dâng lời tác bạch. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Guru. Kính lễ Kim Cương Thượng Sư Tôn, là tinh túy ba đời chư Phật, là bậc thầy trí tuệ vô song, dìu dắt chúng sinh trong ba cõi. Ôi Pháp Vương Rupa Quang Vinh, đấng Đại Bi giải thoát hữu tình, dưới gót sen vạn hạnh trang nghiêm, toàn thân khẩu ý thanh tịnh nghiệp, con xin chí thành cung kính lễ. Nguyện Thầy từ mẫn gia chỉ con,
từ nay cho tới thành chính giác. Kính lạy Đức Pháp Vương, bậc toàn tri tôn quý, nhân duyên cát tường hội đủ, sau bao năm gián đoạn bởi dịch bệnh và chứng kiến nhiều đổi thay trên khắp địa cầu, chúng con thấy mình vô cùng may mắn, lại có thiện duyên được cung nghinh gót sen của Ngài đến thăm mảnh đất Việt Nam, cử hành đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an, quán đỉnh cộng đồng trong 3 ngày liên tiếp, ngay nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, dịp đầu xuân năm mới. Đặc biệt trong chuyến thăm và hoằng pháp của Ngài tại Việt Nam lần này, hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa, bởi chúng con được trực tiếp tổ chức cúng dường lễ chúc mừng sinh nhật Đức Pháp Vương, bậc Kim Cương Thượng Sư, ngay tại Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên, trước sự hiện diện vô cùng tử mẫn ấm áp của Ngài. Ngày này, cách đây tròn 60 năm, là ngày của một đại nhân duyên, khi với tâm từ bi vô lượng thương xót khổ não hữu tình trong cõi Sa Bà nhiễm ô ác trược, Ngài đã chủ động chuyển thế tái sinh lần thứ 12 liên tiếp nơi thánh địa Hồ Linh Thiêng Sopetma. Trùng với địa điểm đản sinh và cũng chính vào ngày vía của Đức Thượng Sư Liên Hoa Sinh, bậc thầy mặt thừa vĩ đại, chúng con hiểu rằng từ chân lý tuyệt đối, các bậc thầy giác ngộ như Ngài không bao giờ rời trí tuệ pháp thân, xuất phát từ tâm nguyện vị tha và lòng từ bi vô lượng cùng bồ đề nguyện vô tận, Ngài đã chủ định hóa thân chuyển thế thành bậc lãnh đạo truyền thừa trong cõi luân hồi, với mục đích duy nhất là đem đến niềm an vui chân thật cho tất cả chúng sinh hữu tình và đánh thức tiềm năng tâm linh vốn sẵn đủ từ bi và trí tuệ nơi mỗi con người. Chừng nào chúng sinh còn trầm luân trong biển khổ, với đại nguyện Quan Âm, Ngài vẫn không ngừng thị hiện nhân gian để tận độ giải thoát. Và thế là bậc hóa thân Quan Âm đã đến với cuộc đời này, không quản gian khó mệt nhọc, ngày đêm dốc lòng với công hạnh hoằng pháp độ sinh, chỉ với một mục đích duy nhất là vì sự lợi ích giải thoát an vui của hết thầy hữu tình. Suốt cuộc đời Ngài đã hướng đạo cho biết bao nhiêu Phật tử, dạy cho biết bao nhiêu chúng sinh biết trân trọng và không luông uổng sự hy sinh quý giá của đời sống làm người. Chúng con xin thành kính đê đầu đỉnh lễ, bày tỏ niềm tri ân từ đáy lòng mình với công hạnh vĩ đại của Ngài. Nhờ niềm tri ân, Ngài càng trở nên sâu xa, lòng từ bi của Ngài càng thâm đẫm tâm hồn chúng con, khi chúng con được biết rằng trong suốt 15 năm qua, tức là 1/4 hoa niên cuộc đời hiện tại, Ngài đã ưu ái dành cho đất nước và người dân Việt Nam với 12 chuyến viếng thăm, trải khắp Bắc, Trung, Nam, cử hành Đại Pháp Hội Quán Đỉnh Cộng Đồng cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, nạn nhân thiên tai dịch bệnh, khai thị hướng đạo cho phép thực hành, khơi nguồn cảm hứng giác ngộ tới đông đạo Phật tử và nhân dân Việt Nam, để cho tới hôm nay, mảnh đất Việt Nam, dù cách xứ sở của Ngài hàng vạn dặm, đã được tưới tầm gội nguồn ân mưa Pháp, và sự phát triển và hòa nhập của Phật giáo Kim Cương Thừa vào dòng chảy chung của Phật giáo dân tộc, mang lại vô số lợi ích cho hữu tình chúng sinh, cũng như suối nguồn của sự bình an, trí tuệ và hạnh phúc chân thật cho chúng con. Kính lễ bậc căn bản Thượng Sư, chúng con hiểu rằng không có cách nào có thể bày tỏ niềm cảm kích tri ân của đệ tử chúng con bằng việc tinh tấn tu tập, tích lũy công đức trí tuệ, đem ánh sáng Phật Pháp vào sự thực hành ngay trong đời sống để lợi ích cho hết thảy chúng sinh hữu tình. Chúng con nguyện một lòng nghe theo những lời huấn từ khai thị của bậc Thượng Sư,
thực hành những giáo pháp mà Ngài đã truyền trao, cũng như đem tình yêu thương hòa nhập vào trong đời sống để ươm trồng những đóa hoa ngát hương thơm công đức trí tuệ cúng dường lên Ngài. Đặc biệt, bao nhiêu công đức tích lũy được, chúng con xin một lòng hồi hướng và cầu nguyện tới sự trường thọ và sức khỏe của Đức Mẹ Majumla, bậc thân mẫu vĩ đại, suối nguồn công đức và sự thành tựu của Đức Pháp Vương. Chúng con tha thiết nguyện cầu trong ngày này và trong tất cả các khóa tu tập thường nhật, trong mọi công hạnh Phật sự, để bậc tử mẫu nhanh chóng được phục hồi sức khỏe, thân tâm thường an lạc, tuổi thọ mãi diên trường, để chúng con hướng về nương tựa. Chúng con và tất cả chúng đệ tử tại Việt Nam xin thành kính cúng dường thân khẩu ý thanh tịnh và gửi tới Đức Pháp Vương, bậc tử mẫu Majumla, lời chúc nguyện trường thọ, cát tường thành tựu, nguyện mãi nương tựa quy y bậc Kim Cương Thượng Sư, noi theo công hạnh của Ngài. Nguyện Ngài sẽ mãi mãi là bậc Thượng Sư đời này đến tận kiếp vị lai, dẫn dắt chúng con trên con đường thành tựu giải thoát giác ngộ. Ngàn năm Quan Âm chuyển thế cứu đời, ngàn năm Naropa rạng ngời bốn phương, ngàn năm truyền thừa hiện tiền rồng thiêng, ngàn năm đại ấn diệu huyền ban vui, ngàn năm giác hộ lẫy lừng độ sinh, ngàn năm hương sắc trí tuệ toàn tri, ngàn năm rạng rỡ mọi miền yogi, ngàn năm màu nhiệm thiêng liêng thầy trò, ngàn năm nở mãi pháp duyên Sa Bà, truyền thừa bát ngát hương xa, Quan Âm ứng hiện chan hòa niềm vui. Nam mô Kim Cương Thượng Sư tôn quý tác đại chứng minh. Nam mô Guru. Respectful homage to Your Holiness the Omniscient One. As the auspicious conditions have come together, after years of separation and drastic changes across the globe, we feel especially fortunate to be able to welcome Your Holiness to Vietnam, leading the grand prayers for peace and initiations throughout 3 days during the Lunar New Year. Today is a special, meaningful day because we get to continue to hold a birthday celebration for Your Holiness, our root guru right here in Tay Tien Grand Mandala Stupa in front of Your Holiness. This day, 60 years ago, was a day of great karmic conditions because from the heart of great compassion for beings in samsara, you have reincarnated as the 12th Gewang Drukpa in the holy lake Tso Pema on the anniversary of Guru Padmasambhava. While enlightened masters are inseparable from Dharmakaya, coming from bodhicitta of endless compassion towards the being, you have reincarnated as a leader of the lineage with the sole purpose bringing happiness to beings and awaken the spiritual potential of beings. As long as one being remains in samsara, Avalokiteshvara will continue to appear to liberate. And so the emanation of Avalokiteshvara has come to this life relentlessly and wholeheartedly carry out activities to benefit the beings. With the only goal of happiness and enlightenment for beings, throughout your life, you have guided so many practitioners and followers and taught countless to appreciate not to waste the human life. We prostrate to show our appreciation to your great deeds. Our gratitude grows deeper as time passes, and looking back at the past 15 years, which is one quarter of your current life, Your Holiness have kindly visited Vietnam 12 times across the regions of the country, leading the grand prayers for peace, initiations, prayers for victims of wars and disasters,
giving instructions on practice and inspiring so many Vietnamese. Until today, even though physical distance is large, Vietnam has filled with Dharma rain, with the development of Vajrayana, in concern with the development of Buddhism in the country in general, bringing endless blessings for beings. There is no other way to express our thankfulness except for diligently practicing, accumulating merits, bringing the light of the Dharma into daily life to benefit the beings. May we follow the words of the Guru, practice the teachings you have given, bringing loving kindness into our way of living, and offer holiness the most auspicious offerings of wisdom and compassion. With all the merits accumulated, we dedicate to the long life of Mayumla, the Great Mother, an endless source of loving kindness. We pray during today and all prayers and good deeds for Mayumla to recover fully, being able to enjoy good health and long life, so that the beings could have been certainly refuge. We and all devotees in Vietnam wish to offer our body, speech and mind to offer to Your Holiness and Mayumla for the auspicious wishes for long life and realization of wishes. May we always take refuge in the root guru and follow Your footstep. May You be our root guru in this life and future lives, leading us on the path to enlightenment. 1,000 years of everlasting Drukpa lineage, 1,000 years of Avalokiteshvara taking rebirth to protect the sentient beings, 1,000 year Naropa's legacy shines brightly, 1,000 years of enlightened activities liberating beings, 1,000 years of Mahamudra granting profound realization, 1,000 years of the lineage of a holy dragon prevails, 1,000 years of extraordinary omniscient wisdom, 1,000 years of shining yogi practices, 1,000 years of profundity of guru-disciple connection, 1,000 years Dharma connection forever blossoms here in samsara, the lineage rich across the realms. Avalokiteshvara blessings bring happiness to all. Everlasting Avalokiteshvara, Naropa's enlightened Mahamudra lineage, extraordinarily shining profoundly, forever blossoms. Namo Guru. Thank you very much. Thank you. Thank you for every bits and pieces of love and affections and sincere devotions, unconditional relationship that we had started since many, many, many years, if not many lives. So I just want to thank everybody, not only just a few couple of nuns or monks or maybe a devotees, but everybody, whoever is here, they deserve many, many thanks from me. They deserve it because they all, we all created the karma to to come together here on this birthday celebration. Even though I have not much of a strong sort of a feeling towards to my birthdays, ever since I was very small, I don't like birthday very much. That is the reason this time I was also not very anticipated or
very much excited about the birthday celebration. Nevertheless, I am quite happy that the performance of celebration is going to be happening here in the middle of thousands of devotees, provided actually by the pure devotions, pure love, unconditional kindness of the Taitian members of organizations. So therefore I was, even though I was not very excited and I'm not very much the kind of a birthday boy, actually, but actually this time it is very much moving towards me, to me, I felt quite moved because of your unconditional devotion, unconditional love, unconditional relationship that we have for quite a long time. And therefore I just wanted to say thanks, that's all, thanks. And of course the birthday is a message of impermanent. Message of impermanent. We're getting older by 1 year. And next birthday adds one more year, closer to the death. It is a message of the death. It is not something that we have to be very excited about it. I think it is, instead, it will be, it should be making you feel like, okay, now what? What next? So kind of, you know, like alertness should be giving you alertness, should be giving you the teaching of Lord Buddha without giving teachings, but that the birthday itself is a great teachings of Lord Buddha, that impermanence. So we all need to receive that teaching with the celebration, not only just the ha-ha, hoo-hoo, you know, happiness and the joyfulness, but also at the same time, we have to receive the teachings of Lord Buddha by the celebration of birthday today. Anyway, I want to thank you for your unconditional love, devotion towards the lineage, towards Naropa, the thousands of years of legacy of Naropa, and thousands of years of legacy of the practice and good deeds that we have been doing. Our lineage has been proudly representing to the world, not only just practicing in the cave and retreat in the isolated area, but also we are very much specialized for interacting with the people and teaching the method of day-to-day living with love and kindness. So therefore, we all need to be very proud of ourselves to be here celebrating birthday. For that reason, we have to be proud of ourselves. Not because of birthday itself, but the reason of being the lineage is so important. We have to be very proud of ourselves to be in the middle of this kind of beautiful, wonderful crowd. Thank you. Tôi xin trân trọng gửi lời tri ân và cảm niệm công đức đến toàn thể Pháp hội, không những chỉ là chư tôn Đại Đức Tăng Ni, mà tất cả các Phật tử đã dành thời gian có mặt trong buổi lễ hôm nay. Mặc dù tôi vốn không thích ngày sinh nhật, ngay từ nhỏ tôi đã không thích nghĩ đến ngày sinh nhật, nhưng hôm nay với tâm trí thành trong sạch, với tình lòng trí thành
tình cảm, lòng từ bi vô điều kiện từ các Phật tử cùng chư tôn đại đức tăng ni ở đây, tất cả các thành viên của Tây Thiên chúng ta có mặt ở đây để tổ chức một buổi lễ sinh nhật cho tôi. Tôi cũng rất cảm động với tâm trí thành này, với mối liên hệ tâm trí thành các Phật tử dành cho tôi. Thật ra ngày sinh nhật vốn là một bài pháp của Đức Phật muốn dạy cho chúng ta về vô thường và sự chết. Mỗi lần sinh nhật qua đi để chúng ta mất đi một năm và tiến gần hơn cái gọi là cái chết. Vì vậy, trong tất cả chúng ta chắc chắn không ai có thể tránh khỏi cái gọi là vô thường và sự chết. Cho nên mỗi kỳ sinh nhật, các Phật tử có lẽ thay vì vui mừng đón nhận ngày sinh nhật, hãy đón nhận bài pháp vô thường của Đức Phật muốn gửi đến chúng ta thông qua ngày sinh nhật. Hãy đón nhận ngày sinh nhật như một bài pháp, như một giáo lý mà chúng ta cần phải trải nghiệm, chúng ta cần phải tỉnh thức để chúng ta cố gắng tận dụng thời gian của kiếp người quý giá cho sự tu tập tâm linh của chúng ta. Nhưng dù sao, hôm nay tôi cũng rất cảm động trước tấm lòng thành của tất cả chư tôn đại đức tăng ni và quý Phật tử nơi đây. Quý vị đã dành cho không những bản thân tôi mà hướng về truyền thừa ngàn năm Naropa với truyền thống lịch sử trong sự thực hành truyền thừa áo vải. Truyền thừa của chúng ta không phải chỉ thực hành trong phương tiện nghi quỹ như nhập thất trên núi cao hay ẩn tu để thực hành tâm, mà thực sự các bậc thầy trong truyền thừa đã thực sự đi vào cuộc đời, tiếp cận với những chúng sinh khổ đau, làm lợi ích thiết thực cho hết thảy hữu tình. Bởi vậy, trong buổi lễ hôm nay, mỗi chúng ta hãy tự hào bởi mình có duyên thâm sâu với truyền thừa ngàn năm Naropa, bởi mình là một thành viên của truyền thừa áo vải. Không phải chỉ trong đời này, có lẽ nhân duyên đã qua rất nhiều đời kiếp, chúng ta đã từng có thâm duyên đạo pháp với truyền thừa. Bởi vậy, trong buổi lễ hôm nay, chúng ta hãy tự hào bởi phúc duyên hiếm có, chúng ta được hạnh ngộ tam bảo, được là một thành viên của truyền thừa chứng ngộ, truyền thừa thực hành. Và sau cùng, tôi xin trân trọng gửi lời tri ân, cảm niệm công đức đến tất cả chư tôn đại đức tăng ni và quý Phật tử đã tham dự trong buổi lễ hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Đức Pháp Vương, bậc Kim Cương Thượng Sư, hóa thân chân thật của Đức Phật Quán Âm tôn kính. Kính bạch chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni trong đoàn truyền thừa Rupa. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng quý Phật tử gần xa. Trong xuân sắc rực rỡ nơi cảnh giới Mạn Đà La Đài Bảo Tháp Tây Thiên, suốt hai ngày qua, Đại Pháp Hội Quan Âm đã thu hút sự tham gia của hàng vạn Phật tử và du khách. Với sự hiện diện sống động của Đức Pháp Vương, hiện thân Đức Phật Quan Âm, cử hành Pháp Hội ban nguồn ân phúc và năng lượng Đại Từ Đại Bi Quan Âm tới toàn thể Pháp Hội, mảnh đất Tây Thiên cũng như toàn bộ đất nước Việt Nam. Hôm nay, trong ngày Cát Tường, nhân dịp kỷ niệm khánh đàn Giáng sinh của Đức Pháp Vương, chúng con xin thành tâm cúng dường lên Ngài chương trình ca nhạc và trình diễn vũ điệu mật thừa để bày tỏ tâm trí thành và niềm cảm kích tri ân sâu sắc dâng lên Ngài. Cầu nguyện Đức Pháp Vương và bậc Từ Mẫu Ma Dung La thân tâm an lạc, tuổi thọ diên trường,
mọi tâm nguyện đều nhanh chóng thành tựu viên mãn vì lợi ích vô số chúng hữu tình. Mỗi lời hát, mỗi tiếng ca trong chương trình này đều được cất lên từ đáy lòng. Mỗi động tác cử chỉ trong từng điệu múa đều xuất phát từ trái tim tha thiết dâng cúng lên bậc thầy Đức Pháp Vương, Đức Phật Quán Âm, Đại Từ Đại Bi với niềm tri ân và thành kính sâu xa nhất. Giờ này để mở đầu chương trình, kính mời quý vị đến với tiết mục vũ điệu cúng dường Phật đỉnh tôn thắng Phật mẫu Nam Genma do các Phật tử Rupa Việt Nam trình diễn để cúng dường lên Đức Pháp Vương. Đây là vũ điệu tán thán Phật đỉnh tôn thắng Phật mẫu và công hạnh của Ngài theo truyền thống mật thừa cổ xưa. Với tất cả niềm trân trọng tri ân, chúng con xin hướng về Đức Pháp Vương cúng dường vũ điệu kim cương lên Ngài. Nguyện cầu Ngài trường thọ như núi Tu Di, dòng truyền thừa tôn quý của Ngài được trì giữ lâu dài và chói sáng như vầng nhật nguyệt. Chúng con xin đỉnh lễ dưới gót sen nguyện cầu thành tựu nguyện ước này. Xin các Phật tử cho một tràng pháo tay để tán thán công hạnh của Đức Tôn Thắng Phật Mẫu Nam Genma. Respectful homage to Your Holiness, our root guru, who is the authentic emanation of Buddha Avalokiteshvara. In the beautiful scenery of Taittiriya Grand Mandala Stupa, during the new year, the Avalokiteshvara festival during the past 2 days have attracted tens of thousands of people with the presence of His Holiness, the Gawang Drukpa, the embodiment of Avalokiteshvara, leading the prayers, sending the blessings from Quan Yin to the devotees here in Taittiriya and the entire Vietnam. On this auspicious occasion, celebrating Your Holiness' birthday, we offer to Holiness these spiritual songs and dances to express our devotion and gratitude toward Holiness. May Your Holiness and Mayumla live long and your wishes fulfilled. Every melody and verse, every motion and expression of tonight's performances comes from sincerity to offer to Guru, to Avalokiteshvara. And to open today's program is the dance of offerings to Nam Genma, a tantric dance performed by Drukpa Vietnam member as an offering to long life of Your Holiness. This is an ancient tantric dance, praising Nam Genma and her virtues. With sincere appreciation, we offer this dance to Your Holiness. May Guru always be there in Mount Meru. Your lineage shines bright as sun itself. We prostrate at your lotus feet and offer these wishes. Ah.
Vajrasana Stita Ahama Kuta Ratna Rejita Su
sa bi za ya de bi. Sweta varnam mahadevi asta Sushobhita Trimukha Navanetram cha Sarvasattvanukampa Dushta Dushta Disarva Bigna Binasani Devi Sura Nara Pujita Satatam Sri Jina Gyana Da Satatam Sri Jina Gyana Dayani Phật. Xin chân thành cảm ơn tiết mục Múa Nam Genma do các Phật tử Rupa Việt Nam trình diễn. Xin các Phật tử cho một tràng pháo tay để tùy hỷ công đức. Và tiếp theo chương trình là tiết mục Tán Thán Đức Bairo Rinpoche và Bậc Tử Mẫu Majumla. Ơn cha lành cao như nấu thái, Đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù cho dâng cả cuộc đời cũng không trả hết ân người sinh ta. Trong ngày kỷ niệm khánh tuế Đức Pháp Vương, chúng ta hãy cùng lắng tâm cảm niệm tri ân tấm gương công hạnh, sự thành tựu tâm linh cũng như tình yêu thương vô bờ bến mà đại thành tựu giả Na Bairo Rinpoche, bậc tử phụ của Đức Pháp Vương, và mẹ Majumla, bậc tử mẫu tôn kính dành cho Ngài và mọi hữu tình. Suốt cuộc đời, các Ngài luôn là tấm gương đức hạnh của yêu thương, giáo dưỡng qua hành động, hỗ trợ Đức Pháp Vương viên mãn các công hạnh ba la mật. Các Ngài chính là tấm gương thể hiện của bậc Bồ Tát Đại Từ Đại Bi,
đã cúng dường trọn vẹn thân khẩu ý lên Tam Bảo, và đặc biệt nhờ suối nguồn ân đức từ các ngài, chúng con đã có phúc duyên được hạnh ngộ bậc căn bản thượng sư và đón nhận từ ngài giáo pháp giải thoát vô cùng chân quý. Với lòng thành kính tưởng niệm tri ân sâu sắc hướng về Đức Bairo Rinpoche tôn kính và tình cảm tri ân vô bờ cùng lời cầu nguyện trường thọ hướng về thân mẫu Ma Dung La, chúng con xin cúng dường các ngài hai bài ca tán thán công đức. Tác phẩm đầu tiên tựa đề Suối Nguồn Tâm Linh, tán thán đại thành tựu Bairo Rinpoche và được nhạc sĩ Trọng Phương phổ nhạc qua phần trình diễn của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và nghệ sĩ ưu tú Phương Nga, dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Hương Sen. Tác phẩm thứ hai là bài tán thán Đức Ma Dung La phổ nhạc do nhạc sĩ Tạ Duy Tấn, được cúng dường có phần trình diễn của tam ca nghệ sĩ Lê Anh Dũng, Khánh Ly, Quang Tú và Vũ đoàn Hương Sen. Kính thỉnh trên Đức Pháp Vương cùng chư tôn đức và quý quan khách cùng hết thầy quý Phật tử hôm nay nhất tâm thưởng thức. On this special occasion celebrating Your Holiness' birthday, it is certainly important to praise to your parents, Kapje Bairo Rinpoche and Mayumla, who have given Your Holiness so much of love and support. Throughout their entire life, they have both been the role models of loving kindness and teaching through actions, supporting Your Holiness in accomplishing your virtue deeds. They are manifestations of bodhisattvas who have offered their entire life to the three duos. And it is definitely thanks to their blessings that we have been able to meet Your Holiness and receive the precious Dharma teachings. With deep respect and remembrance towards Kapje Bairo Rinpoche, and endless appreciation and prayers for long life towards Mayumla, we have offered following two songs of praises. The first song is titled The Spiritual Spring, in praise of His Eminence Bairo Rinpoche, with melody from composer Trọng Phương. The song will be performed by the people artist Quang Thọ and Phương Nga, the core of National Academy of Music and Lotus Dance Troupe. The song after that is In Praise of Mayumla, melody by composer Tạ Duy Tuấn, with performance from the trio Lê Anh Dũng, Khánh Ly, Quang Tú, with the Lotus Dance Troupe. Please kindly enjoy. Tuyết sơn bát ngát trời mây, nhớ ơn từ phụ sâu dày biển non. Chí thành đình lễ quy y, kim cương đại nhật hộ trì chúng sinh. Đại dịch giả Vairochana quang vinh, hóa thân lợi ích hữu tình mười phương. Trải bao mưa nắng vô thường, rúc pa ca thốc cát tường kết giao. Tâm hòa một pháp tinh hoa, hoằng dương Phật pháp chán hòa nơi nơi. Chí thành đỉnh lễ quy y, Bairo tôn quý hộ trì chúng sinh. Tướng bạch ốc đóa sen linh, tình thông giáo pháp kinh văn mật thương. Nhi quý thiền định thân tu, tranh biên trí tuệ mật thừa tinh hoa. Pháp nhiệm màu khiêm
bài rô tôn quý hộ trì chúng sinh. Tam thứ phát lộ quang vinh, hoàn thiện tu tập tiêu thai Phật tâm, chúng tu kiến lập công trình, ân tông kinh điển giữ gìn pháp môn. Muôn đời không quên, tuyết sơn bát ngát mây trời, khắc sơn tư phù. Muôn đời không quên, tuyết sơn bát ngát trời mây, nhớ ơn từ phụ sâu dày biển non. Tuyết sơn bát ngát trời mây, khắc ơn từ phụ muôn đời không quên. Thank you.
chẳng còn mẹ thời yêu thương. Một tràng pháo tay thật lớn để tán thán tùy hỷ công đức các nghệ sĩ nhân dân cùng với đoàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và giờ đây xin các Phật tử thưởng thức thêm bản nhạc tán thán Đức Ma Dung La. We supplicate to Mayumla. We devotedly praise your activities and merits and pray that Kai Mother live long for the benefits of beings, that your loving kindness will warm the hearts and encourage the compassion and wisdom in all beings. To conclude the program, the artists Phương Nga, Nguyên Vũ, Bích Hồng, Thu Hằng, Thành Luân, Quang Linh, Thùy Linh and the choir of National Academy of Music will offer the long life prayer to Your Holiness the Gewang Drukpa with a melody composed by Ding Tien Ho. This is not just an appreciation to His Holiness for all of the contribution, guidance, caring thoughts Your Holiness has given to the development of Vajrayana in Vĩnh Phúc, to Buddhism in Vietnam, and personally to each of us, your students. Your Holiness is the field of merits, a Buddha, the essence of the three jewels, the three roots, and of a Buddha's of 10 directions and three times. The Buddha Sakyamuni taught that amongst prayers, the prayer for the Guru to live long is the most precious. Especially in this degenerate age, the presence of an enlightened master is the most reliable refuge for beings. Only with your guidance and teachings could we practice diligently without fear of straying off path, and only by depending on your compassion and wisdom could we have confidence to keep walking the path to genuine happiness and enlightenment. May we ask the monks and nuns and devotees in the audience to join the artist to offer to His Holiness this prayer for the purest devotion. Để kết thúc chương trình, nghệ sĩ ưu tú Phương Nga, nghệ sĩ Nguyên Vũ, nghệ sĩ Bích Hồng, nghệ sĩ Thu Hằng, ca sĩ Thành Luân, Quang Linh, Thủy Linh cùng dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Hương Sen
xin cúng dường lên Đức Pháp Vương bài cầu nguyện Ngài Trường Thọ, phổ nhạc do nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu. Bài hát không chỉ là sự tri ân Đức Pháp Vương với tất cả những đóng góp hướng đạo, tâm nguyện tốt lành Ngài dành cho sự phát triển Phật giáo Kim Cương Thừa tại Vĩnh Phúc nói riêng, cho đất nước hữu tình Việt Nam nói chung, mà còn có ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều đối với các đệ tử và Phật tử chúng con. Đức Pháp Vương chính là ruộng phước điền, Ngài chính là Phật, là tinh túy của tam bảo, tam căn bản, mười phương ba đời chư Phật. Đức Phật từng dạy rằng, trong tất cả những lời nguyện cầu, lời thỉnh cầu vị Thầy Trường Thọ là thủ thắng nhất. Vì trong đời thời đại này, sự hiện diện của một bậc thầy giác ngộ là chỗ tựa nương đáng tin cậy duy nhất cho vô số chúng sinh. Chỉ nhờ sự hướng đạo của các ngài, chúng con mới có thể tinh tấn tu tập, thực hành mà không sợ lạc bước đường tà. Cũng như nương vào tâm từ bi và trí tuệ của ngài mà chúng con có thể vững bước tìm về cội nguồn của chân hạnh phúc giác ngộ. Kính xin quý Đại Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử hãy hòa cùng vào lời cầu nguyện của dàn đồng ca, cùng dâng lên cúng dường Đức Pháp Vương bài hát này với tâm chí thành tha thiết. Chúng
Như Lai tàng khắp nơi biên man, của ngàn xưa từ tính viên thôn. Điều vũ ca huyền hóa khôn cùng, muôn hình tướng đều không quan ngại. Đây là Đức Liên Hoa Sinh Đại Sư. Đức Liên Hoa Sinh Đại Sư vốn bất sinh bất diệt thường xưa. Quang huy hoàng
Di Đà Phật để chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp. Xin ban hộ đàn chuẩn bị lễ cúng dường Mạn Đà La. Xin tất cả các Phật tử, xin ban hộ đàn chuẩn bị phẩm vật để cúng dường Mạn Đà La. Và xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, những ai có trách nhiệm xin chuẩn bị lên dâng cúng Mạn Đà La. A Di Đà Phật xin thành tâm tùy hỷ công đức tất cả các nghệ sĩ cùng với tất cả các Học viện Âm nhạc Quốc gia, và Đức Pháp Vương xin thành tâm tùy hỷ gửi đến các Phật tử những phẩm vật để chúc phúc bọn con. A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Jingye Jingye dunye lera dunba Gyawa gula rabdo chazil Dujye dina dunye sange na sange sege yuna shubha Dida shugye yuna malibha Damje gyawara dage kawa Để ta ngang bà mì dì dạ dù nà yên kì yên lạy dạ dù trái Kì hoa kuyên kì yên tì rạp dù Để hoa xì bài tâm dì dạ dì dù Ô môn bình dì rạy bù mì à hò Xin yên nằm bà rạ đạc bà oan chì sì rì kì sà xì Ôm ơn bền dò rì kì à hòi chì chà rì Khô rì yô kì bò rì yù sù hùng ngò yì kì Rì rà bà xà rà lì bà bò Hò rò yì zà bà lì Nobo Bhanaji Chavai Dhamini Shardu Luna Lubai Horo Mayata Mayashi Nobdo Yoneno Lamjo Joy Chandu Dhamini Dhamini Yada Rimboche Rimbo Mabere moje tereje moje bombaye mamai dewa ma lo ma gara ma medo ma dobe ma nase ma deja ma nye ma dawa Doi chole nambara geve geze Iso la da meye bajra Bismun soba mazawa me Dinye zungme bande lama Namba shabe geba Gazi paradoi nijim kube Slova de Yendo mi vay ki hoy
Je Ke Orange, Rigi, Kanjo, Mangundo, Seme, Nanda, Randa, Rijo, Bao, Jingudo, Kanjo, Mungi, Kikona, Jela, Suwa, De, Loye, Dada, Izo, De, Loye, Suma, Dodo, Chidam zi jingi donzhi zi gyu zi ni lang mi hu zi Rin chung zi ngun zhu ni ki ki par du shab di Nu pe ma ri ki kan zhu ma kun du ma mi nang dan Rang zhi pe ma pa wu zi ku du kan zhi mu Ke-gu-da-je-la-su-wa-de-nu-ge-ta-ta-yi-su Kundoi Changi Tanda De Rangra Karma Bao Kurdo Kandri Mumge Mugge Kuda Chila Suwa Changi Tata Inso De Changi Suma Tondo Chidamji Chingi Tondro Zikyu Zinde Lami Huzi Dhe-dho-se-yi-e-gu-dho-gi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 -
sông ba đô đô chị tâm chị chinh kỳ đô đô chị kỳ chinh đê lăng mê phú chị đông chị chị yê mô đô nhé kỳ kỳ mô sâm nê sô ai chị tâm bài kỳ vệ chị tư sang kỳ trung bê chị mã đà ngô đô tư vệ xin đề lệ lòng bài xin đà mê xin đề lạ công đề xu xu chí kiêu hoa mê bán đô xê trẻ bồ dư mê bán đô bê chí xê trẻ hoa xin kê trẻ chí đề lệ lòng bài xin đà mê chí đề lạ công đề xu 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 đề trí mạ mê bán bê mà rê mê zê lê nhê mê nê zê lê mê mê tà vê tên tê lê lạng bà xê nà mê tên tê lạng hông tê xô xô mình chú rô yung chô tà vô xô 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 mà gà tà yàng tà vô xô xô yê mê tà xê tà vô xô 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 lê chô chê mê ngang tà xô xô cho lê nam dê khá vá xô 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 lê sáng dê chê tà xô xô lá chá chá bá tà tà kia
Điện bà ta điện bà điện bà rai chinh chê lô nê chô tâm bà ngà chê nơi bà thọc bê nê tê nê sê phê vô tà chú mô chê vô ngà chê rin chê nê sá bà dên chá dê lăng nê ngô chê điện bà điện bà kê bà rai chinh chê lô tô kê bà rai chê nô bà lại ta giới sư chế là đa chú mơ chế mô tư kê ngô rãi chá nhì nhằm chá dê chá làm mê ngô dê tên bà ta tên bà kê bà lại chế kê chá nhì chá mê nhì nà nhì bà bê nhì tê bà ngô đa chú mơ chế mô ngô kê ngô chá nhì nữ lê dê chá làm mê ngô dê đêm bà ta đêm bà kê bà rai chinh kê bà bê kê nghe thăm bà ta rê bê tê chê lê bà nà ta tê kê ngà la dê ngà yà bà bà dinh chà làm mê ngô dê đêm bà ta đêm bà kê bà chinh kê sắp đại gia chế sĩ bà bố yu khu rô sông đà bà kì chinh mê sắp đại nam tư dê gia chế sĩ là sá dê lạc mê khu dê tê bà tà tê bà kì bà rai chinh kì phá bê khá sá kê tà bà chá dê chư dê tê bà xiang yi rà quý dê Ngay vai chẳng chơi chẳng bố ngô vang cho ngà vai kê nát sáng kê tên bà tà vá tà tà sô bà chê sư vá xìm chê trì bà chẳng tù sư sáng kê trì bà bà phê tên bà nhông vê lê dê bê tê tê chẳng bố ngô chê Đề bà yu rì nè bà rà zì sì lì nàm rì nhùn mò Sì nàì kè wài mì xì bà trì nà trù tò xì kè Đề bà yu rì nè bà rà zì kì nhà tì xì nì mù tì Xì nàm yu mà gà kì trì trà vè gà chị mẹ ra chung mẹ mơ sâm về đi 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 chị mẹ mẹ đô cha đô bôi chị mẹ rì ngô đô bê bao đi đô đi mẹ mơ nghe bôi đô chú ghê vâng chị bà mẹ đô đô ngô dô bà ghê ghê đi Rang de sho, rang de tu sa ho me zhe. Zai xie du chi zu mu chi li ma dai ge. De jie nan de la la ge. Doi sha mi ge jia de me da zhe sho. Ai ge jia de xie mo de. Chị nà yu mà gà yu trì trà vè ngà rà Chị mẹ rà chù bè mà sàm Vè tì tì rì xì bè mẹ tù chà tù mù Chị mẹ rì ngà trù bè mà Nì trù tì bè mà nghe bù tù xù kì Hoa chế bà vệ tù tù ngôn dạ Bài kì kì tên trì bà tù xa tì xô Rà tù tù xa ngôn bì xê Xô xì tù xì xù mù chì lì ngà nà kì Trì chì nà trì lạ bà kì xì Doi sha bi ki ja di bi ta si so ki ja di si ni mo di bi
Phật. Bây giờ là đến giây phút cắt tường. Ban tổ chức sẽ cung thỉnh Đức Pháp Vương xuống tòa để cắt mừng bánh sinh nhật. Xin các Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để cung đón Đức Pháp Vương xuống tòa để cắt bánh sinh nhật. Nhà
chùa nghĩ rằng là tất cả các Phật tử chúng ta cầm pháo hoa đứng dàn qua phía hai bên như thế này này. Để cho Phật tử người ta còn nhìn lên chiêm ngưỡng Đức Pháp Vương. Cho nên các Phật tử đứng chéo qua hai bên như thế này bắn vào. Qua bên kia nữa để cho các Phật tử người ta chiêm ngưỡng chứ cứ đứng hết thế này chật hết cả khán đài thế. Đứng xa ra bởi vì bắn hoa này nó bắn vào trong bánh nó không có ăn được đâu. Xin các Phật tử cho một tràng pháo tay để cung đón Đức Pháp Vương quang giáng đàn tràng cắt bánh sinh nhật để ban phước gia trì cho tất cả chúng ta. Hôm nay Ngài có nói rằng là bánh này sẽ chia cho tất cả chúng ta đều được ân hưởng. Cho nên các Phật tử được thọ tấm bánh của Ngài, đó là được sự trường thọ gia trì từ Đức Nam Ganma. Xin các Phật tử vỗ tay theo nhịp đi ạ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, His Holiness. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We will mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày đó Đức Pháp Vương giáng trần, khắp thế giới đều hân hoan. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Cầu nguyện Đức Pháp Vương luôn trường thọ, khắp thế sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày đó Đức Pháp Vương giáng trần, khắp thế giới đều hân hoan. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Cầu nguyện Đức Pháp Vương luôn trường thọ, khắp thế giới đều hân hoan. Happy birthday Quân Đơn. Happy birthday Quân Đơn. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Quân Đơn. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày ấy Đức Pháp Vương ra đời, khắp thế giới đều hân hoan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mừng ngày đó Đức Pháp Vương giáng trần, khắp pháp giới đều hân hoan. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Cầu nguyện Đức Pháp Vương luôn.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, His Holiness. Happy birthday to you. Happy birthday, Kundun. Happy birthday, Kundun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kundun. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày đó Đức Pháp Vương giáng trần khắp thế giới đều hân hoan. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Mừng ngày sinh nhật Đức Pháp Vương. Cầu nguyện Đức Pháp Vương luôn trường thọ khắp pháp giới đều hân hoan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Chúng con kính nguyện Đức Pháp Vương vô lượng thọ. Chúng con kính nguyện Đức Pháp Vương vô lượng quang. Chúng con kính nguyện Đức Pháp Vương vô biên công đức. Kính nguyện tất cả các Phật tử trường thọ an lạc. Kính nguyện Đức Pháp Vương. Chúng con kính nguyện Đức Pháp Vương. Chúng con kính nguyện Đức Pháp Vương trường thọ. We pray holiness long life. Bây giờ Ngài sẽ lên tòa và ban hộ đàn sẽ gửi đến cho các Phật tử những phần bánh thật là ngọt ngào từ trái tim nồng ấm của Đức Pháp Vương. Các Phật tử hoan hỷ trật tự để đón nhận nhé. Đừng mất trật tự, nếu mất trật tự là mất phần đấy ạ. A Di Đà Phật. Xin ban hộ đàn hoan hỷ chúng ta hãy trật tự và chia bánh. Chia bánh cho các Phật tử và những người ở xa để cho các Phật tử được đón nhận sự gia trì của Đức Pháp Vương ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo chương trình thì sẽ có vũ điệu của Chư Tăng. Các ngài sẽ dâng cúng dường đến Đức Pháp Vương, sau đó là khóa lễ phóng sinh để cầu nguyện ngài trường thọ, và chiều nay sẽ có lễ quy y cho tất cả các Phật tử. Những ai chưa được quy y theo dòng truyền thừa thì các Phật tử hôm nay đăng ký. Các Phật tử có đồng ý không ạ? Vâng ạ, thì xin đăng ký lên ban tổ chức ở trên này để viết danh sách ạ, để ngài sẽ phát điệp và quy y cho các Phật tử ạ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ xin tất cả các Phật tử đoàn này bê bánh ra bên ngoài ạ. Bê bánh ra bên ngoài chia. Ban hộ đàn hoan hỷ bê bánh ra bên ngoài chia để nhường chỗ cho các Lama, các ngài vào, các ngài múa trăm ạ. Thank you.
Nam Mô Di Đà Phật. Để thông báo trọn vẹn công đức, xin các Phật tử hoan hỷ là chiều nay sau khi đàn lễ quy y, Ngài sẽ có làm lễ quán đỉnh trường thọ, tam bộ trường thọ. Cho nên các Phật tử chúng ta hoan hỷ đến đây một ngày hôm nay thì xin hãy giữ trọn vẹn một ngày để đón nhận quán đỉnh, và đặc biệt nữa là quán đỉnh Thất Phật Dược Sư, để cầu nguyện cho tất cả các Phật tử khỏe mạnh, bình an trong năm mới. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Để chuẩn bị tổ chức cho việc phóng sinh, nhà chùa xin mời các vị vào trong ban hộ đàn đưa chúng sinh vào trong này, trong gần bên khán đài, bên cạnh khán đài, để Đức Pháp Vương và Tăng Đoàn sẽ gia trì cho chúng sinh ạ. Một lần nữa xin mời ban hộ đàn, tất cả các vị nào trách nhiệm phóng sinh thì xin đưa chúng sinh vào bên trong, bên cạnh khán đài. Đưa qua bên cạnh, bởi vì ở giữa là các ngài 100 bây giờ. Diệu Phật, con xin cung thỉnh trên chư tôn đại đức tăng ni cùng chắp tay để phóng sinh ạ. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Thiên Thổ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hán Gia Đa Na Đa Gia 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 A Di Gia Bà Lo Yên Đế Thương Ban Gia Gia Bồ Đề Tán Đọa Bà Gia Ma Tán Đọa Bà Gia Ca Gia An Phan Ban Gia Phan Duệ So Đa Na Tán Đọa. Nam Mô Tân Kiên Lần Đọa Y Mông A Di Gia Bà Lo Yên Đế Đà Bà. Nam Mô Na Gia Cận Chi He Di Ma Ban Đà Sa Mê Tán Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thể Dừng Tán Tán Bà Tán Đa Na Ma Bà Già Ma Phan Đần Đầu Đan Điện Tán Na Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Đà Đế Di Hê Di Ma Bồ Đề Tán Đoà Tán Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Di Đà Dừng Cô Lô Yên Mông Đô Rô Phật Già Già Đế Ma Phật Già Già Đế Đà Ra Địa Di Ni Tán Phật Già Già Đà 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 Ma Ma Phật Phật Ma Tha Mông Đề Lệ Y Hê Di Hê Thân Ma Thân Na A Ra Sâm Phần Gia Sa Lợi Và Gia Và Sâm Phần Gia Sa Ra Hô Lô Hô Lô Ma Na Hô Lô Hô Lô E Rì Tha Ra Tha Ra Thân Trì Thân Trì Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Tha Bồ Đề Tha Bồ Đà 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 Tha Tân đa gia sa ba ha tân đa du nghệ thân bản gia gia sa ba ha na ra cần chỉ sa ba ha ma ra na gia sa ba ha tân gia tăng a mộng khế gia sa ba ha sa ba ma ha tân đa
ra sa ba ra kiến ra tân đà ra sa ba ba ra ma yến tân đà ra sa ba na ra cần chế bàn đà ra ra sa ba ba lời thăng yến ra ra sa ba nam mô hân sa ra 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 nam mô a di đà ba lo yến đế tướng bàn ra ra sa ba tân điện đô mạn đà ra ban đà ra sa ba tân điện đô mạn đà ra ban đà ra sa ba tân điện đô mạn đà ra ban đà ra sa ba ôm bên ra sa to sa ma ya ma nu pa la ya bên ra sa to ti nu pa ti to ti to me ba wa su to kai yo me ba wa su bo kai yo me ba wa Anuratto me bhava sava siddhi me bhayasa sava kama susamme sitam siyam kurum ha 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 bhangaven sava tathagata benzama me musa benzi bhava ma samaya sato ha Om Benza Sato Samaya Manu Panaya Benza Sato Tino Pa Atita Dito Me Bawa Sudo Kayo Me Bawa Subo Kayo Me Bawa Anurata Me Bawa Sawa Siddhi Me Bayasa Sawa Kama Susambe Sitam Siyam Kurung Bhagavan sava tata gata benza mami musa benzi bhava ma samaya sato Om benza sato samaya manupalaya benza sato tino pati thadito me bhava suto kaya me bhava subo kaya me bhava anurato me bhava sava siddhi me bhayasa sava kama susame sitam siyam kurohum ha ha bhagavan sava tata gata benza mami musa benzi bhava ma samaya sato Om Mea Hum Benza Guru Vama Siddhi Hum Om Mani Padme Hum Si Om Ami Deva Si Om Mea Hum Benza Guru Vama Siddhi Hum Om Mani Padme Hum Si Om Ami Deva Si Om Mea Hum Benza Guru Vama Siddhi Hum Om Mani Padme Hum Si Om Ami Deva Si Om Ahom Benza Guru Padma Siddhi Om Om Mani Padme Hum Si Om Ami Deva Si Om Ahom Benza Guru Padma Siddhi Om Om Mani Padme Hum Si Om Ami Deva Si Om Aravasanadi Om Aravasanadi Om Aravasanadi Om Maravasanadi, 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 Om Amarani. Om Amarani Jivandaye Soha 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 Om Mai Tare Ture Soha Om Tare Ture Soha Om Tare Ture Soha Om Tare Ture Soha Sương Chi Tình Thủy Biên Sai Tạng Thiên Tạnh Không Ban Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Quảng Tăng Diên Diệt
tội tiêu khiến hòa diệm hoa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Dương Chi Tịnh Thủy Biên Soi Tam Thiên Thành Công Bát Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Quảng Tăng Diên Diệt Tội Tiêu Khiên Hoa Diệm Hoa Hồng Liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Dương Chi Tiêu Thủy Biên Soi Tam Thiên Thành Công Bát Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Quảng Tăng Diên Diệt tội tiêu khiến hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Dương Chi Tịnh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma dạy dân các ngươi trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sâu mê tôi tâm chẳng biết tu chỉ thấy bao tội ác lại về mình mang sau đó đầy chết thương đau khổ lòng vậy sừng có đỡ được đâu. Dù là bay trước lần sau, lưỡi vây tên bắn móc câu thả mồi. Tất cả bắn cũng hơi hôn đồng, lúa đó dù kêu không ai thương. Nằm trên trong thớt là thương, hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi. Muôn phần chết nay người cầm trắng mây sao nhờ các bậc thương nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ân pháp màu vậy người kiếp hồi đầu quy phật sao giống lòng quy pháp quy tăng. Hỡi hỡi chúa sinh quy Phật, hỡi hỡi chúa sinh quy Pháp, hỡi hỡi chúa sinh quy Tăng, hỡi hỡi chúa sinh quy Phật, trời ơi chúa sinh quy Pháp, hỡi hỡi chúa sinh quy Tăng, chúa sinh quy Phật nó không có đọa địa ngục quy pháp không có đọa ngạ quỷ quy tăng không có đọa súc sinh chúng sinh quy Phật không có đọa địa ngục quy pháp không có đọa ngạ quỷ quy tăng không có đọa vãng sinh chúng sinh quy Phật không đọa địa ngục quy pháp không đọa ngã quỷ quy tăng không đọa vãng sinh chúng sinh quy Phật rồi quy pháp rồi quy tăng rồi chúng sinh quy Phật rồi quy pháp rồi quy tăng rồi chúng sinh quy Phật rồi quy pháp rồi quy rồi quy rồi tội chướng sạch không trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi phát tâm tu sau rồi được hưởng về tây phương sung sướng đời đời lên tòa sen báu thành thời không hề lui chuyện yên vui tháng ngày xin đại chúng ra tay cứu khổ phát tâm cầu Phật độ chúng sinh cùng nhau dốc một lòng thành cầu cho mau được thoát vô trầm luân. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati, Om Mani Di Vati. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Phật để cung đón Đức Pháp Vương về phương trượng. Xin tất cả các Phật tử chúng ta hãy đứng dậy, chắp tay cung kính, vỗ tay lên trên đỉnh đầu để chúc mừng sinh nhật Ngài một lần nữa. Chúng con kính nguyện Đức Pháp Vương vô lượng thọ. Chúng con kính nguyện Đức Pháp Vương vô lượng quang. Chúng con kính nguyện Đức Pháp Vương vô biên công đức. Om Mani Padme Hum. Vâng ạ, xin một tràng pháo tay thật dài. Vâng ạ, xin
xin cảm niệm các Phật tử, tùy hỷ công đức các Phật tử. Và chiều nay xin các Phật tử hoan hỷ, giờ này là giờ ngọ chay, cho nên là các Phật tử đi dùng cơm. Sau đó chiều nay 1 giờ rưỡi xin các Phật tử tập trung về lại khán đài để thọ lãnh quán đỉnh Tam Bộ Phật Trường Thọ và Đức Phật Dược Sư. Cầu nguyện các Phật tử một năm mới tràn đầy an lạc hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.